bạn ơi. Dính nè. Đó, ồ vừa đã không? Rùi nái, rùi nái. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất nha. Hôm nay mình ra sông lớn câu các bạn ơi. Cái điểm ở đây thì lục bình nó dữ lắm các bạn. Nó dài dài lúc ở trên kia luôn. Thì mình ở đây mình câu coi có cá không. Rồi mình đăng clip gửi đến các bạn xem. Cá rô là mê à. Cá bự, cá này bự đó các bạn, nó dướng vô đây rồi, cái đôi này bự rồi, đó, bay luôn. Còn thứ hai nha. Mình thấy cá này đẹp không? Này đúng cá đồng luôn á các bạn. Cá con á hả? Không biết luôn. Mà rô. Cá cũng được chứ bảo. Được. Cá này ngon luôn mà. Ú. Cá này nó mập ghê các bạn ơi. Là bỏ chứng kiến xuống rồi đồ xì ra một đống tiền hay ghê. Sao không còn chứng kiến nữa? Ừ, nó ăn rồi đó. Chạy caro. Ừ, chưa. Câu cái gì vậy chứ?
ăn rồi các bạn ơi, chưa gì nó ăn rồi á. Đó, ù ù đã không, bỏ xuống là chưa xuống tới đáy là nó ăn rồi các bạn. Quá quá đẹp luôn. Dạ. Giống gì? Cá cỡ nhiêu? Ơ, anh chỉ gửi 2 ký còn em nói gì? Cá gì được rồi? Đi cũng được rồi. Nó dọn cái lỗ đẹp ghê không? À các bạn ơi, có rượu vô đây nè. Phình phao có rô nữa đó. Đưa cho nó giữ rồi. Còn nữa nè các bạn, cá đẹp lắm. Bị dướng gì à? Có dướng mà nó xích cái tao rồi bà đâu quấn mà kìa. Cái kêu 1 ký là ngon rồi, nói gì không? Ký đâu, bận cá bữa anh câu. Cá vô con cửa vào, cái gì? Nó vô nãy nhiều lắm mà từ từ. Lúng dở giật luôn à. Đóng. Hiếm. Ủa, cá rô bà xã mình câu dính cá rô bự ghê các bạn ơi. Bà xã anh câu cá rô nè, đã chưa, quá sướng luôn các bạn ơi. Rô nữa. Rô gọc này nó vô đây không ta? Rô gọc này nó vô ngay chỗ này không các bạn ơi? Đã chưa?
Đó, tìm là liền rồi các bạn. Ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Ồ, dữ gì vậy? Một đống sình luôn, có dính cá mà nó đống sình luôn. Cá này cũng bự các bạn, cá này cũng bự, dưới ba cái lá chuối nhiều quá. Ồ, cá bự quá các bạn ơi. Đâm xuống trong tàu lá chuối á. Rớt rớt rớt. Rồi, cá này rất là to nha, nhưng mà nó đâm vô sình sình không. Phình phao. Ôi, cá tra. Cá tra mà nó ăn cũng phình phao nữa các bạn. Bầu xét đáy đây có cá lớn. Ăn rồi các bạn ơi. Dính nè. Đó, ồ, bị đã không? Rùi nái, rùi nái. Rồi, rớt luôn. Hy vọng các bạn ơi. Kiếm Hugo coi. Điểm này nước nó cũng cạn, không có sâu. Nói chung là mình câu cá rô á, khoảng chừng nửa thước là ok. Đó, ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Dính nè. Con này cũng không lớn lắm. Đó, thấy, gần thấy nó quận móng không? Cái lỗ này là nhìn thấy là cũng cũng được á, cũng ổn đấy. Bạn thấy cái lỗ không? Cá nó đi tìm có, quận móng có. Nhưng mà nó không ăn. Gì vậy? Cá rô ngon ghê. Ăn rồi các bạn ơi. Dính nè. Đó. Đã chưa?
Em mê chưa? Cá cái này câu là cũng phê rồi. Ừ. Thấy con cá đẹp ghê không? Dính rồi các bạn ơi. Bỏ xuống chưa có xo nhợ nữa. Thấy con cá đã không? Ừ. Thấy nó vậy chứ nó đẹp lắm nha. Đẹp cực kỳ luôn. Đúng rồi, đó. Đây là thành quả của mình nha các bạn. Đó, được cũng được cả chục con cá rô bự các bạn ơi. Tính ra mình câu cũng nhiều lắm nhưng mà cá nhỏ mình thả là hết rồi. Mình chỉ lấy những con cá lớn, cá đặc chuẩn là mình lấy. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye.